Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ ở Bangkok, Thái Lan. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và các vị, như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới tài sự và đề tài thứ hai vẫn liên quan tới ông tổng thống lẫm cẩm hiện nay của chúng ta và có thể có thể nói rằng là tháng 2 là cái tháng rất đẹp cho những cặp tình nhân, đặc biệt là cái ngày lễ Valentine và đặc biệt năm nay thì tháng 2 nó lại là cái tháng rất là và rất là mạnh mẽ với người Á Châu, đặc biệt là người Việt và người Hoa bởi vì cái Tết Nguyên đáng nó rớt vào tháng 2. 10 tây tháng 2 là Tết rồi quý vị và tháng 2 phải nói rằng nó có nhiều cái đẹp lắm và tháng 2 cũng là cái tháng cuối cùng của mùa đông. Tức là bước qua tháng 3 chúng ta sẽ bắt đầu từ từ bước vào mùa xuân. Do đó quý vị, cái tháng 2 đối với nhiều người thì rất là đẹp nhưng có lẽ như đối với ông à, tổng thống Joe Biden thì cái tháng 2 này là cái tháng không được tốt đẹp cho lắm tôi còn gọi là cái tháng xui quậy nhất của ổng quý vị trong suốt một cái tháng 2 này chúng ta đã liên tục chứng kiến được những gì xảy ra cho ông ta và gia đình đầu tiên hết là phía à, công tố viên của Delaware và cơ quan FBI đã tung ra tất cả những hình ảnh trên cái iPhone của Hunter Biden ở trong đó chúng ta thấy được những cái hình ảnh mà Hunter Biden sử dụng ma túy như thế nào trong cái vụ án mà ông ta đang bị cáo buộc về tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Thì quý vị, đó là cái đầu tiên chúng ta nhìn thấy được. Rồi liên tục, quý vị, thứ hai là cái ngân sách mà ông ta yêu cầu để hỗ trợ cho Ukraine cho tới giờ phút này vẫn chưa xong. Trong cái đó áp lực về việc mà ông ta phải ký một số những xác lệnh biên giới thì vẫn tăng lên. Thì quý vị là coi như là không được suôn sẻ lắm trong cái chính sách là, là nguồn điều hành cái quân máy chính sách của quốc gia rồi bên cạnh đó thì quý vị cái cuộc chiến của do thái và hamas vẫn đang tiếp tục bước qua giai đoạn thứ ba không dừng lại thay vì là càng quét sông phía bắc rồi càng quét một phần của thành phố Khan Yunis ở phía nam thì bây giờ do thái bắt đầu chuẩn bị cho cái đợt thứ ba và đợt cuối cùng là tấn công vào thành phố Rafah nằm ở biên giới của Ai Cập giữa Gaza và Ai Cập thì quý vị, Joe Biden cũng không làm cách nào để mà yêu cầu thuyết phục phía Do Thái ngưng chiến được hết. Thì quý vị, coi như là ông ta bị lớn cấn về trong vấn đề này, không xong rồi. Chưa hết, đúng một cái, thì cái bản báo cáo của ông Robert Hurt là công tố viên độc lập được Merrick Garland bổ nhiệm để điều tra về cái hồ sơ mật mà ông ta giữ ở Biden Pen Center và ở trong cái gara nhà của ông ta thì trong bản báo cáo này thì ông robert Hurt đã đưa ra cái lời kết luận ông ta khẳng định bản báo cáo là jobin đã cố tình giữ lại những tập tài liệu mật này có chủ ý chứ không phải là vô tình nhưng không truy tố bởi vì ông robert Hurt cho rằng ông jobin không đầy đủ sức khỏe nữa để đứng trước bồi thẩm đoàn và chính cái bản báo cáo này đã dẫn tới một cái thảm họa mới cho ông ta đó là cái uh, nhóm truyền thông khuynh tả và nhóm trí thức khuynh tả đã lên tiếng kêu gọi ông ta là từ chức và kêu gọi ông ta là chấm dứt cái tái tranh cử tổng thống. Thì quý vị, các câu hỏi xung quanh cái uh, gọi là cái uh, cái uh, bản báo cáo này vẫn tiếp tục bùng nổ. Thì quý vị, ở đây trên cái uh, câu hỏi mà đài truyền hình Fox News đã đưa ra cho chúng ta thấy là những câu hỏi xung quanh về tuổi tác của Joe Biden ở trong Đảng Nhân chủ trong giới truyền thông và trong giới giải trí hài hước vẫn tiếp tục uh, xung quanh cái bản báo cáo của ông Robert Hurt trong đó cho thấy rằng là họ đều thắc mắc với lại cái tình trạng gọi là khó khăn của ông ta và kêu gọi ông ta là phải có một cái uh, uh, một cái hành động là phải từ chức quý vị đây là một số những ta uh, trí thức quân tạ và những cái thành phần gọi là uh, có cái chiều hướng quân tạ đã kêu gọi ông Joe Biden là phải từ chức quý vị. Những uh, uh, trí thức thiên tả đã thúc giục cho bên rút ra khỏi cuộc tranh cử và thúc đẩy một cái kịch bản khác. Một nhóm uh, những kẻ được xem là trí thức quân tả hy vọng rằng Joe Biden sẽ chấm dứt cái thuộc tái tranh cử của ông ta và đã bước ra bên ngoài sau khi mà có những cái uh, báo cáo liên quan tới cái tình trạng gọi là ông ta đã bị uh, suy giảm về sức khỏe và bên cạnh đó thì quý vị chưa hết nó cũng còn chưa phải là một cái gọi là dán vào đầu ông ta trong khi bây giờ là ngày 21 tây còn có 8 ngày nữa hôm năm nay à, 29 là hết rồi thì cái còn 8 ngày nữa hết tháng rồi mà xui xẻo xui quẩy vẫn không bỏ ông ta thì trong lúc mà phía của các cái công ty truyền thông và các cái cơ quan thăm dò đưa ra cho thấy ông ta thu điểm cho ông Trump đặc biệt là cộng đồng do thái ở tại New York ông Trump gác cho Biden tới 9 điểm. Cộng đồng do Thái ở New York đa số là khuynh tả đó quý vị. Đa số là khuynh tả mà bây giờ đó quý vị thì riêng cộng đồng do Thái ở New York không thì ông Trump gác cho Biden tới 9 điểm. Trong khi đó thì Joe Biden bây giờ gặp trở ngại với cộng đồng người Hồi giáo và Ả Rập. Họ đã bắt đầu thúc đẩy cái chiến dịch là dìm hàng Joe Biden luôn và muốn ông ta phải từ chức ngay lập tức. Quý vị, đây là cái bản tin mới nhất mà chúng ta có được đây quý vị. Ok, tôi mở lên cho quý vị xem nha. Cộng đồng người Mỹ gốc Ả Đập thúc giục các cử tri là bỏ Joe Biden và muốn ông ta phải từ chức. Đó là một trong những bản tin mới nhất ông tổng thống Joe Biden đã nhận được gần như là cái sự lạnh lùng của cộng đồng người Ả Rập và các tổ chức người Ả Rập và người hồi giáo trong đó bởi vì ông ta đã ủng hộ cho do thái và các cử tri đã lên tiếng ở tại cái cuộc bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ ở tại Michigan vào ngày 27 tây tháng 2 sắp tới đây và cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập cảm thấy bị phản bội bởi Joe Biden trong việc mà ông ta hỗ trợ cho do thái trong cuộc chiến mà nhóm Hamas và Iran hỗ trợ với lại cái cuộc chiến của do thái ở tại đây và trong đó thì họ thúc đẩy một cái chiến dịch gọi là Abaddon Biden National Coalition tức là cái liên minh chà bỏ rơi Joe Biden ở trên toàn quốc và trong đó họ nhắc qua rất là nhiều những tiểu bang bây giờ cái tổ chức này nó gọi là The Abaddon Biden Movement tức là phong trào bỏ rơi Joe Biden đang được kích động ở rất nhiều những tiểu bang bao gồm là những tiểu bang chiến lược ở Michigan, ở Minnesota, ở Wisconsin, ở Pennsylvania, Arizona, Georgia, Florida theo tường trình của tờ The Hill cho biết và gần như là cái cộng đồng Palestine à, ở tại những nơi này họ đã bắt đầu vận động để mà bỏ rơi Joe Biden. Quý vị đây là những cái tin tức mà được xem là suối quẩy của Joe Biden và chưa kể là trong tuần lễ này trong tuần lễ này thì à, em trai của ông ta lại phải ra điều trần ở trên sàn hạ viện để mà khai báo về tất cả những cái hoạt động liên quan tới gia đình của Joe Biden. James Biden chuẩn bị cho một cái cuộc điều trần kín để thực hiện cái tiến trình đàn hạch đối với ông ta James Biden em trai của ông tổng thống joe biden sẽ được uh, tham gia vào một cái cuộc điều trần kín ở trước quỹ ban giám sát vào ngày thứ tư và chỉ vài ngày sau khi có bản báo cáo về uh, cái, uh, gọi là bom về cái vụ uh, sức khỏe của ông ta và điều này cái quỹ ban tiến hành là cái uh, chương trình đàn hạch mà cáo buộc dành joe biden đã có gây ảnh hưởng do cái uh, vị trí phó tổng thống của ông ta và cuộc điều trần của ông James Biden này đáng lý đầu tiên là ngày diễn ra ngày 31 tây tháng 1 tuy nhiên thì sau đó nó đã được dời lại và giờ đây thì ông ta sẽ phải khai ra số tiền mà ông ta ký 200 ngàn của ông ta cho ông Joe Biden vào ngày 2 tây tháng 3 năm 2018 tức là một ngày sau khi mà ông ta nói rằng số tiền này là vay từ Joe Biden và bên cạnh đó thì họ cũng cho biết là có rất nhiều những cái chi tiết liên quan tới cái vấn đề này và cho thấy là à, họ sẽ thẩm vấn ông Joe Biden qua cái công ty có tên gọi của ông ta là America Đây là cái công ty về à, sức khỏe và chính Joe Biden đã nói với công ty này làm thuê mướn ông ta. Ông ta sẽ thông qua anh trai của mình để kêu gọi nguồn cho vay hoặc đầu tư từ à, khu vực Trung Đông. Thì quý vị, cuộc điều trần này sẽ diễn ra vào ngày thứ tư. Có nghĩa là từ đây cho tới cuối tháng vẫn có thêm những cái tin tức nặng ký nhắm vào joe biden và đặc biệt là bây giờ ông ta phải đối diện với một cái cuộc kích động lớn nó gọi là abiden biden movement tức là cái phong trào bỏ rơi joe biden mà cái phong trào này là do cộng đồng người mỹ gốc ả rập và người mỹ gốc hồi giáo đang vận động qua rất nhiều những tiểu bang bao gồm luôn cả những tiểu bang chiến lược là quý vị thấy là lúc mà chưa có cuộc vận động này thì điểm ông ta đã thua trong trong bây giờ cộng thêm cuộc vận động này cộng thêm giới trẻ đã bỏ rơi ông ta rồi cộng đồng da đen cũng đã rút bớt một phần ủng hộ cho ông ta quay sang ủng hộ cho ông trump cộng đồng latino thì lần đầu tiên kể từ khi mà chấm dứt chiến tranh lạnh tới bây giờ cộng đồng latino lần đầu tiên đã ủng hộ cho đảng cộng hòa nhiều hơn nãy dân chủ ông Trump được 39%, trong khi Joe Biden chỉ được có 34%. Joe Biden đã đánh mất cái khối cử tri Latino của đảng Dân Chủ, được xem là khối cử tri cốt lõi của đảng Dân Chủ. Quý vị, có vẻ như là Joe Biden trong cái tháng 2 này không có suôn sẻ lắm trong ta. Có thể nói là như vậy, trong khi tôi nói là tháng 2 nó có nhiều cái tốt lành tới với những người khác. Thứ nhất là đối với người Á Châu là cái à, dịp lễ của à, cái lễ Tết của người Á Châu. Rồi 14 tháng 2 là lễ tình nhân. Rất là đẹp quý vị. Nhưng mà với Chô Bên dường như tháng 2 là cái tháng suối quẩy nhất của ông ta. Tất cả mọi chuyện đều dồn vào tháng 2. Và đặc biệt nó là dồn là trước cái ngày năm tây tháng 3. Bởi vì ngày năm tây tháng 3 là ngày Super Tuesday. Thì quý vị đương nhiên ông ta là ứng cử viên duy nhất của đảng Nhân Chủ. Được đảng Nhân Chủ hậu thuẫn mà thì những ờ, những người khác cạnh tranh với ông ta không nổi đâu ở trong đại dân chủ. Tuy nhiên thì cái áp lực càng lúc càng nhiều, cho thấy rằng chưa chắc Joe Biden đã trụ nổi tới tháng 6. Có nghĩa là nhờ, những cái tin tức tiêu cực tới cho ông ta, những cái áp lực từ công chúng, từ khối cử tri của ông ta và từ tác động ở bên ngoài đang khiến cho Joe Biden bây giờ phải lúng túng đối phó và quý vị thấy rõ là mấy ngày nay Ông đã họp báo liên tục và trả lời trực tiếp câu hỏi của ký giả xưa nay không có xưa nay cho bên là luôn tránh né không trả lời trực tiếp nhưng mấy ngày hôm nay dường như tòa bạch ốc đã bắt đầu có một cái chiến dịch có một cái chiến dịch để cho ông ta trả lời trực tiếp tuy nhiên thì trả lời như thế nào và ai đặt câu hỏi thì cái đó là có trời mà biết được nếu như chọn những ca ký giả cánh hữu thì cho bên không cản ngay đằng này là những ký giả có mặt tại hiện trường là tòa bạch ốc đã chọn sẵn những ký giả nào sẽ đặt câu hỏi gì cho Joe Biden để ông ta trả lời. Thì quý vị, đây là cái cách chơi của tòa bạch ốc để che đậy cho Joe Biden, tức là ông ta có đủ khả năng bản lãnh để mà trả lời trực tiếp câu hỏi của những ký giả. Nhưng những ký giả đó là ai thì chúng ta đều biết hết. MSNBC, CNN hay là tờ New York Times đại khái như vậy. Những ký giả này cũng sẽ không hỏi những cái câu gọi là khó khăn cho Joe Biden, chỉ hỏi những cái câu mà Joe Biden đã học thuộc câu trả lời để giúp cho Joe Biden giữ hình ảnh của ông ta trước công chúng. Bởi vì nếu mà để cho ký giả đại truyền hình Fox News hay là đài uh, Bar hay là đài uh, AON hay là Newsmax hay là The Epoch Times là học máu ngay. Tại vì những ký giả này không bao giờ họ hỏi theo cái kiểu mà định hướng của tòa cà bà đốc cả. Hả? Họ có thể hỏi bất cứ câu gì. Lấy gì trả lời. Do đó quý vị, họ tổ chức những cái này thì tôi thấy rõ ràng là họ đang tìm cách bao che cho Joe Biden. Nhưng càng bao che thì ông ta lại càng mất điểm. Bởi vì ông ta không cản được tuổi tác của mình. 81 tuổi rồi. Hầu như giới trẻ trong đảng Dân Chủ đều bỏ rơi ông ta. Họ nói họ sẽ không đi bỏ phiếu năm nay hoặc là sẽ chọn bỏ phiếu cho người khác bên phía đảng đối lập nếu Joe Biden đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử. Nhưng mà bây giờ thì quý vị bỏ Joe Biden ra đảng Dân Chủ kiếm ai đây? Chỉ còn lại có Kamala Harris. Mà Kamala Harris thì còn thê thảm hơn cả Joe Biden nữa. Giờ đó họ hết chọn lựa rồi. Gavin Newsom hay là Kamala Harris kể cả Michelle Obama những người này chưa có cửa thắng được bên cộng hòa đâu do đó bây giờ cái chọn lựa tốt nhất vẫn là joe biden do đó tới giờ phút này những kẻ nằm trong cái đây gọi là chiến lược đảng dân chủ trung ương thì vẫn duy trì ủng hộ cho joe biden nhưng tất cả cử tri và những uh, kẻ, kẻ cấp tiến cực tả thì họ tẩy chay bây giờ tới cộng đồng ả rập cũng tẩy chay rồi và bây giờ mất phiếu của cộng đồng của khối trẻ rồi, từ 18 tới 29 mất phiếu người à, gốc da à, đen rồi bị gác điểm lại bên khối phiếu của Latino còn gốc Á thì quý vị gần như là không ai ưa Joe Biden cả từ cộng đồng Việt cho tới cộng đồng Hoa cho tới cộng đồng Đại Hàng cộng đồng Philippines cộng đồng Ấn Độ, nhất là cộng đồng Ấn Độ là không ưa Joe Biden một chút nào hết, mặc dù ở trong cái quần máy của ông ta đặc biệt là phát ngôn viên của ngũ giác đài là một người gốc ấn độ nhưng mà quý vị hầu hết những người ấn độ đều không ưa ông joe biden thứ nhất là bởi vì người ấn độ là cái người bảo thủ đa số người ấn độ là những người bảo thủ và họ nhìn thấy cái gia đình, gia đình của joe biden rồi họ nhìn thấy cái cách mà ông ta làm việc đi cấp tiến như vậy họ lắc đầu ngán ngẩm do đó cộng đồng gốc á đa số đều bỏ rơi cho Biden. Chỉ có một thiểu số ở trong gốc Việt và những kẻ thân Trung Quốc thì mới ủng hộ cho Joe Biden thôi. Còn hầu hết là quý vị, người ta đều không ưa Joe Biden. Do đó gần như là ông ta đang bị gọi là mất điểm khắp nơi. Cuộc thăm dò vừa rồi của AP phối hợp với Ipsos cho thấy là mức ủng hộ chúng ta lại tuột xuống dưới 37 điểm. Hôm trước còn được 39 điểm, bữa nay rớt xuống dưới 37 điểm. Con số thấp nhất từ thời chấm dứt chiến tranh lạnh tới bây giờ. Thì quý vị, gần như là Joe Biden không còn cửa không còn cửa để mà tranh cử nữa rồi. Do đó tôi dự đoán là tôi không biết là ông ta trụ được đến tháng 6 năm nay hay không. Tôi không nghĩ là ông ta trụ được tới tháng 6 năm nay. Trong khi ngược lại đối thủ của ông ta người mà ông ta được mang danh là đánh bại năm 2020 thì bây giờ cái mức điểm lại càng lúc càng cao hơn và đặc, đặc biệt là không có sự chia rẽ trong cái cổ phiếu ủng hộ cho ông Trump mặc dù ông Trump bây giờ vẫn còn một đối thủ là bà Nikki Haley nhưng mà các cuộc thăm dò gần đây là trước cái ngày bầu cử ở South Carolina tất cả đều thấy rõ ông Trump gần như nắm 95% lá phiếu đại diện cho đảng Cộng hòa và khối phiếu đảng hoàng gần như là bắt đầu đoàn kết sau lưng của ông Trump so với cái khối phiếu của đảng dân chủ chia rẽ đang tránh xa ở sau lưng của Joe Biden thì quý vị cục diện 4 năm sau nó khác xa lắm bây giờ ông Trump không những mất không mất cái lá phiếu 4 năm trước bỏ cho ông mà bây giờ ông còn được nhiều lá phiếu mới mặc dù ông đang bị bức hại bởi Joe Biden 4 năm cái cáo trạng nhắm vào ông mà chín mươi mấy tội danh rồi chưa kể những cái vụ án hình sự vừa dến trong mấy cái cú hình sự ê, những vụ án dân sự chứ quý vị dến trọng hai ba cú gia dân sự nữa dân sự thì chả có bị tội gì cả cùng lắm là nộp tiền thôi thì quý vị nhưng mà nó cũng chơi ổng gọi là cạn máu mà nhưng mà cuối cùng thì sao ổng càng bị tấn công thì ổng lại càng nâng điểm cao hơn ổng càng bị tấn công thì ổng được càng nâng điểm cao hơn kết quả thì quý vị thấy rồi đó Bây giờ là ông gác Joe Biden ở nhiều nơi Riêng ở New York Cái điều bất ngờ nhất Là cộng đồng Do Thái Người Jewish Mà cộng đồng Do Thái ở New York quý vị Là 10 người, 8 người Là đi theo khuynh hướng khuynh tả Chứ không phải là khuynh hữu 10 người, 8 người theo khuynh hướng khuynh tả rồi Chỉ có hai người theo khuynh hướng quân hữu thôi Mà bây giờ ở New York ông Trâm gác cho bên trong cộng đồng Do Thái 9%. 53 trên 44. Có nghĩa là gì quý vị? cho bên vừa mất lòng cộng đồng Do Thái. Vừa mất lòng cộng đồng Ả Rập luôn. Cho tới giờ phút này. Mà bây giờ quý vị. Gần như là ông ta thúc thủ. Đối ngoại phải làm kiểu nào? Đối nội phải làm ra sao? ông ta thúc thủ đối nội thì bế tắc trong cái vấn đề biên giới đối ngoại thì bây giờ áp lực của đồng minh bên Âu Châu là Hoa Kỳ phải cung cấp thêm tiền cho Ukraine mà tiền bây giờ quốc hội nắm mà bây giờ bên Hạ Viện không chịu duyệt cái ngân sách cho Ukraine họ đợi họ đợi cho ông ta phải bày tỏ thiện chí trong cái chính sách ở biên giới Hoa Kỳ gần như là Joe Biden bây giờ thúc thủ đối nội đối ngoại không còn phương, phương cách nào hết. Rồi cái ông gọi là Bidenomics tức là cái chính sách kinh tế xanh của ông ta thì bây giờ bị bỏ rơi hết. Tất cả các công ty tài chính trước đây hay là các ngân hàng, các hãng xe họ đồng ý là sẽ đi theo cái chính sách ta gọi là kinh tế xanh của ông ta cộng thêm cái kinh tế về à, công lý xã hội của ông ta từ DEI cho tới ESG thì bây giờ sau mấy năm người ta bỏ chạy hết. DEISG thì khiến cho các nhà đầu tư chán nản rút ra bởi vì không đặt lợi nhuận lên trên đầu mà lại đi đặt cái vấn đề xã hội công lý cho tới môi trường. Các hãng xe bị ông ta ép phải sản xuất xe điện thì bây giờ họ nói nồ. No. Chúng tôi sẽ bắt đầu tập trung vào xe hybrid tức là nửa xăng nửa điện chứ không chạy xe điện nữa. Lỗ. Thì quý vị cái Biden của ông ta cũng banh sát luôn. Rồi bây giờ ông ta lại đặt ra dựa vào cái uh, Inflation Reduction Act trong đó có cái đạo luật gọi là Chip Act chi ra 52 tỷ Mỹ kim hỗ trợ cho sản xuất semiconductor tại Hoa Kỳ. Thì bây giờ quý vị, các công ty về semiconductor thì bị làm khó làm dễ bởi vì cái bộ môi trường và bởi vì cái chính sách nhiều hầu với Trung Quốc. Khiến cho bây giờ quý vị không đủ nguồn nguyên liệu cung cấp và không biết công ty nào được qualify cho cái semiconductor. Tiền còn nằm nguyên đó, chỉ mới được có Intel là công ty duy nhất được giải ngân. Còn tất cả những công ty khác đều không được giải ngân. Thì quý vị gần như cái Bidenomics của ông ta không có giá trị nữa. Vậy thì bây giờ quý vị cho tôi biết cái điểm tranh cử của Joe Biden là cái gì của 4 năm tới. 4 năm qua thì ông ta thúc đẩy cái gọi là social justice, công lý xã hội, environment, tức là môi trường. Thì bây giờ chính sách đó thất bại rồi. Vậy thì 4 năm kế tiếp của ông ta, ông ta lấy cái gì kéo nền kinh tế của nước Mỹ lên đây? Không có. Không có gì hết. Giữa lúc mà tình hình năng lượng có thể tăng cao trở lại do cái biến cố ở Hồng Hải giữa lúc mà tình hình lạm phát có thể bùng nổ trở lại. Thì quý vị, cái Biden nó mới của ông ta gần như là không có một cái cửa nào hết. Vậy thì quý vị nói cho tôi nghe, kỳ này Joe Biden ra tranh cử. Ông ta dùng cái tiêu đề gì để tranh cử đây? Chưa kể là cuộc chiến ở Trung Đông có thể mở rộng. Nga mấy bữa này đã tấn công tráo riết Ukraine. Có thể sẽ chiếm thêm một phần lãnh thổ của Ukraine trung quốc thì bắt đầu đối đầu với lại các quốc gia tại á châu quý vị gần như là một cái nồi cháo heo từ đối nội tới đối ngoại ông ta sẽ dùng cái gì để vực dậy nền kinh tế của hoa kỳ ông ta sẽ dùng chính sách nào để giảm đi tội ác trong cộng đồng hai điều mà người mỹ quan tâm nhất không có gần như chính sách tranh cử của ông ta nếu đối chiếu với ông Trump nó khác một trời một vực ông Trump có đầy đủ chiến lược để thúc đẩy kinh tế ông Trump có đầy đủ chiến lược để mà chấn chỉnh an ninh xã hội đóng cửa biên giới đâu đó rõ ràng thì quý vị so với Joe Biden bây giờ quý vị nói cho tôi nghe có chính sách nào do đó cái tháng này là cái tháng suối quẩy của ông ta là nhiều sự kiện xảy ra nhưng mà nó còn sẽ kéo dài dài cho tới tháng 6. Lý do là bởi vì ông ta không có cửa thoát nữa. Bây giờ chỉ cầm chừng tới lúc nào hay lúc đó thôi. Và tôi cũng không nghĩ rằng là ông ta tái tranh cử được. Mà lạng quạng còn phải từ chức trước khi hết nhiệm kỳ nữa. Do tình trạng sức khỏe yếu kém. Đây là thực tế. Do đó quý vị càng nhìn tới cái cái uh, tình hình của Joe Biden bây giờ tôi không kiếm được một cái điểm sáng nào để cho ông ta có thể vận động tranh cử được cả hay còn tiếp tục ở lại để tiếp tục tranh cử nhưng vấn đề còn lại đảng dân chủ còn đủ thời gian để chuẩn bị người bắt áp hay không đó lại là một chuyện khác ok quý vị đó là cái bài phân tích của tôi về tình hình của Joe Biden trong tháng 2 và tôi dự tính là ông ta sẽ không trụ nổi tới tháng 6 cho cái việc tái tranh cử chức tổng thống cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau bye bye